Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyro qua Sidon đến gần biển Galilea giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng người và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, người thở dài và bảo: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: Người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe cái câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ. Cái câu chuyện phép lạ đi kèm theo với lòng từ bi của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đi đến miền thập tỉnh, nghĩa là đến bờ đông của hồ Galilea, vùng đất mà người Do Thái cho là cái vùng đất ngoại giao. Thì người ta đem đến một kẻ câm và điếc đến với người. Không nghi ngờ gì nữa, cư dân của vùng này đều nghe nói và đã thấy những phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, họ đến đem kẻ câm và điếc cùng Chúa Giêsu. Họ không yêu cầu Chúa Giêsu chữa bệnh cho bệnh nhân, nhưng đọc kỹ trong phúc âm thì chúng ta sẽ thấy họ chỉ yêu cầu Chúa Giêsu đặt tay trên anh ta. Phần Chúa Giêsu khi đối diện với những đau khổ của con người, dù ít hay nhiều, Chúa Giêsu luôn luôn có lòng trắc ẩn. Do đó, không chỉ Chúa Giêsu chữa khỏi bệnh câm điếc vật lý cho người đàn ông này, mà Chúa Giêsu còn phục hồi phẩm giá con người xã hội cho anh ta nữa. Chúa Giêsu đặt ngón tay vào lỗ tai của anh ta, bôi nước miếng vào lưỡi của anh ta. Đoạn Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, người thở dài và bảo: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Những cái cử chỉ này, chạm tay vào lưỡi và lỗ tai, gây sốc cho cái nhìn hiện đại của chúng ta, bởi vì chúng ta thường thường quan tâm đến vấn đề vệ sinh. Ngày hôm nay, trong cái cơn dịch bệnh Covid-19 này, trên nguyên tắc muốn nói chuyện với nhau phải cách là 2 mét. Nhưng mà
trong mọi trường hợp đối với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không sợ, Chúa Giêsu không sợ tật nguyền, Chúa Giêsu không sợ người phong cùi lây vào Chúa, cũng không sợ đến với gần cái người bệnh. Chúa Giêsu không sợ bởi vì Chúa Giêsu luôn luôn có lòng trắc ẩn. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời trong một thời gian dài để cho người khác thấy và để cho bệnh nhân này thấy nơi xuất phát cái việc chữa lành này, nơi đó đến từ Thiên Chúa, từ trời cao. Thiên Chúa thực hiện quyền năng của Ngài. Phúc âm kể lại Chúa Giêsu thở dài. Chúa Giêsu thở dài không phải vì Chúa Giêsu mệt, nhưng mà Chúa Giêsu thở dài là để mang lấy những bệnh tật của loài người chúng ta. Và sau đó một lời nói của Chúa Giêsu rất là hiệu quả: Ephphatha, hãy mở ra. Tức khắc tay của anh ta và lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh ta nói được rõ ràng. Chỉ một lời nói hoàn thành việc chữa bệnh. Đây là một lời bí ẩn mà Chúa Giêsu dùng đến để chữa bệnh. Tại sao cái lời đó mạnh mẽ đến thế? Thưa, bởi vì cái lời đó xuất phát từ trời. Lời đó là lời của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, lời nói Ephphatha, hãy mở ra, mà Chúa Giêsu đã phán trên cái người câm điếc qua cái việc chạm vào lỗ tai anh ta và lưỡi của anh ta là một lời nói hữu hiệu cho tất cả mọi người chúng ta. Khi Chúa Giêsu mở lỗ tai cho người điếc thì lúc đó Chúa Giêsu cũng mở lỗ tai tâm linh của mọi người chúng ta để chúng ta nghe và hiểu lời của Chúa. Khi Chúa Giêsu tháo gỡ lưỡi của người câm để anh ta có thể nói, thì Chúa Giêsu cũng làm cho chúng ta, để lưỡi của chúng ta có thể công bố đức tin của mình một cách chắc chắn. Nếu anh chị em nhìn kỹ lại cái phụng vụ phép rửa tội, thì giáo hội cũng dùng cái nghi thức Ephphatha này. Lúc cử hành nghi thức hãy mở ra thì chủ tế lấy ngón tay cái của mình sờ vào lỗ tai và cái miệng của thụ nhân và đọc và nói như thế này, cầu nguyện như thế này: nguyện xin Chúa Giêsu, đấng đã làm cho kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói, ban cho con sớm có thể đón nghe lời người và tuyên xưng đức tin, để con ca tụng vinh danh Chúa Cha. Ephphatha nghĩa là hãy mở ra. Nhưng mà thưa anh chị em, có một tình trạng đáng buồn của nhân loại tội lỗi của chúng ta. Bởi vì hằng ngày, hằng giờ, hằng phút Chúa nói với chúng ta, nhưng chúng ta không nghe lời của Ngài. Tội lỗi đã ảnh hưởng đến chúng ta trong các giác quan tâm linh của chúng ta. Chúng ta không còn nghe thấy Chúa nữa. Khiếm thính về tâm linh. Cho nên chúng ta thu mình vào trong chính mình, bị nhốt trong cái sự cô độc của mình, không thể giao tiếp với Chúa và không thể giao tiếp với người khác. Còn chúng ta bị điếc bởi vì chúng ta do có nhiều cái làn sóng tiếng động ở bên ngoài, nhiều thứ có thể cản trở chúng ta nghe và thấu hiểu lời Chúa. Nhưng có một điều mừng, đó là ai sẽ là người mở lòng mở miệng chúng ta ra khi chúng ta bị câm điếc? Thưa
chỉ có một mình Thiên Chúa có thể mở miệng và tháo gỡ lưới của chúng ta. Vì Chúa muốn chúng ta trở thành những chứng nhân đức tin, những chứng nhân của Ngài ở giữa lòng xã hội này. Chúa muốn cái lỗ tai của chúng ta mở ra để nghe lời của Chúa. Chúa muốn cái lưỡi của chúng ta được cởi trói, để từ đó chúng ta không im lặng, nhưng chúng ta sẽ nói về Chúa qua cái lời ngợi khen và cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta sẽ nói về Chúa qua sự rao truyền chân lý của Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta hãy xét mình. Chúng ta có sống trong thái độ biết lắng nghe và tích cực sẵn sàng rao giảng lời của Chúa hay không? Chúng ta giống người câm điếc trong tin mừng này ở chỗ nào? Giống ở chỗ là chúng ta cần đến với Chúa để được Chúa đặt tay và chữa lành bệnh cho chúng ta. Dù ở đâu, tất cả mọi người chúng ta đều cần đến với Chúa để được Chúa chạm vào. Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự giam hãm và mở lòng, mở trí của chúng ta ra trước sự phong phú của lời Chúa, để từ đó chúng ta dám và có thể làm chứng nhân lời của Chúa, làm chứng nhân Chúa cho những người xung quanh chúng ta.